từ chức huấn luyện viên trưởng tuyển Anh, sao ghét ngậm ngùi đã đến lúc thay đổi. Huấn luyện viên Gareth sao ghét gửi tâm thư đến người hâm mộ, sau khi ông quyết định nói lời chia tay đội tuyển Anh. Là người Anh, được chơi cho đội tuyển Anh và dẫn dắt đội tuyển Anh là vinh dự lớn nhất cuộc đời tôi. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và tôi đã cống hiến hết mình. Nhưng đã đến lúc thay đổi và mở ra một chương mới. Trận chung kết với Tây Ban Nha là trận đấu cuối cùng của tôi với tư cách là huấn luyện viên đội tuyển Anh, huấn luyện viên Gareth Southgate phát biểu. Nhà cầm quân sinh năm 1970 không gia nhập liên đoàn bóng đá Anh pha từ năm 2011. Ông Shawgate có 8 năm dẫn dắt đội tuyển Anh và 4 năm làm huấn luyện viên trưởng đội U21 Anh. Cựu cầu thủ này nhận được sự ủng hộ lớn từ các cầu thủ và dàn trợ lý thiện chiến. Chiều 16 tháng 7, pha xác nhận huấn luyện viên Shawgate chia tay đội tuyển Anh. Huấn luyện viên Shawgate nói, đội hình chúng tôi đưa đến Đức có rất nhiều tài năng trẻ và họ có thể giành được chiếc cúp mà tất cả chúng ta đều mơ ước. Tôi rất tự hào về họ. Hy vọng chúng ta sẽ ủng hộ các cầu thủ và đội bóng, những người luôn nỗ lực mỗi ngày để cải thiện bóng đá Anh. Mong người hâm mộ hiểu sức mạnh của bóng đá khi mang đến nhiều thay đổi tích cực. Huấn luyện viên Gareth Southgate gây ra nhiều tranh cãi khi đội tuyển Anh thi đấu thiếu tính gắn kết, không thể hiện được đẳng cấp của một ứng viên vô địch ở các giải đấu lớn. Tuy nhiên, dưới triều đại của ông Southgate, đội tuyển Anh đạt nhiều thành tựu như vào tứ kết, bán kết ở hai kỳ World Cup gần nhất. Họ thậm chí hai lần vào chung kết Euro nhưng đều thất bại và không thể mang bóng đá về nhà. Huấn luyện viên Gareth Southgate tự sự, tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến đội ngũ nhân viên đã hỗ trợ tôi và các cầu thủ trong suốt 8 năm qua. Sự chăm chỉ và tận tụy của họ đã truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày và tôi rất biết ơn họ. Chúng tôi có những người hâm mộ tuyệt vời nhất thế giới và sự ủng hộ của họ có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi là một người hâm mộ đội tuyển Anh và sẽ luôn như vậy. Tôi mong muốn được theo dõi và ăn mừng khi các cầu thủ tiếp tục tạo ra nhiều kỷ niệm đặc biệt hơn nữa. Họ kết nối và truyền cảm hứng cho cả nước các cầu thủ có thể làm được điều này cảm ơn đội tuyển anh vì tất cả mọi thứ